Ý đồ thâm độc của Việt Tân thể hiện qua chủ đề Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng năm 2022. Định kỳ hàng năm vào dịp này, băng đảng Việt Tân lại loan báo về Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng nhằm mũi tên trúng hai đích, vừa trao giải thưởng cho đám tay sai trong nước, vừa suy tôn cánh tay đắc lực trung thành Lê Đình Lượng trong tù. Năm nay, tổ chức này bày đặt chủ đề thông báo về Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng 2022, bảo vệ chủ quyền trước nguy cơ Trung Quốc. Trong đó nêu, tất cả những cá nhân hay tổ chức hoạt động với mục tiêu tạo sự quan tâm của đồng bào và thế giới đối với việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam sẽ là đối tượng để nhận Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng 2022. Buổi lễ trao thưởng sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 12 năm 2022 tại Tokyo, Nhật Bản, đánh dấu ngày tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ra đời và cũng là ngày sinh nhật của Lê Đình Lượng. Đồng thời, sự kiện này được tổ chức tại Nhật Bản nhằm để có thêm những trao đổi với giới chức chính phủ Nhật Bản và các thân hữu người Nhật về những việc có thể cùng làm để tạo sự quan tâm của thế giới, giúp ngăn chặn các hành vi xâm lấn của Trung Quốc. Với chủ đề Bảo vệ chủ quyền trước nguy cơ Trung Quốc của Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng năm nay cũng thể hiện âm mưu vô cùng thâm độc của tổ chức Việt Tân. Bên ngoài là xiển dương, Việt Tân muốn đề cao sự hy sinh của rất nhiều nhà hoạt động đang bị giam cầm hoặc đang tranh đấu để kêu gọi sự quan tâm của đồng bào cũng như dư luận thế giới về mối đe dọa của Trung Quốc đối với chủ quyền của Việt Nam. Nhưng bản chất là đánh bóng tên tuổi, rửa tội cho kẻ sẽ nhận giải, những kẻ được Việt Tân tán danh xưng nhà hoạt động đang bị giam cầm mà Việt Tân muốn đề cao sự hy sinh chính là những tội phạm, phạm trọng tội đã bị pháp luật Việt Nam xử lý. Bề ngoài là đội lốt yêu nước, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ theo kiểu Đảng Việt Tân mong mỏi giải thưởng này sẽ là một nỗ lực đóng góp cụ thể vào nỗ lực cảnh báo mối đe dọa Trung Quốc, cũng như công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ của Việt Nam, những yếu tố không thể thiếu để tạo dựng sức mạnh dân tộc chống ngoại xâm. Bản chất là khuyến khích, cổ vũ, tôn vinh cho những đảng viên của chúng. Đám tay sai tăng cường hoạt động, viết tin, bài kích động tư tưởng bài chung, xuyên tạc, phá hoại niềm tin của nhân dân vào mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Trọng điểm nhất là ý đồ muốn xóa nhòa ý nghĩa, kết quả to lớn trên tất cả các phương diện của chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việt Tân ra thông báo về giải thưởng đúng ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Trung Quốc. Trước, trong và sau chuyến thăm này, Việt Tân mở chiến dịch xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá dữ dội chưa từng có. Nào là chuyến đi định mệnh, giải mã vài hiện tượng trong các buổi chầu của ông Nguyễn Phú Trọng. Cho thấy, Việt Tân ra sức gièm pha xuyên tạc chuyến thăm của Tổng Bí thư. Chúng nói rằng Việt Nam là chư hầu nên phải sang Trung Quốc để nhận lệnh từ Thiên Triều. Tập Cận Bình sẽ tận dụng dịp ông Nguyễn Phú Trọng sang thăm để gây sức ép, lôi kéo Cộng sản Việt Nam gắn bó với Trung Quốc và ngăn cản Hà Nội xích lại gần Mỹ. Nhưng điều Việt Tân lo sợ nhất là kết quả của chuyến thăm thể hiện trong tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Và Việt Tân điên cuồng phá hoại việc thực hiện tuyên bố chung của hai nước mà Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng năm 2022 chỉ là một hành động cụ thể trước mắt trong năm 2022 của Việt Tân. Về danh nghĩa, đối tượng được nhận giải thưởng là tất cả những cá nhân tổ chức hoạt động ở bất kỳ nơi nào trên thế giới với mục tiêu phát huy và bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Nhưng thực chất, thành phần nhận giải thưởng giặt đám tay chân phản động trong nước, Chủ tịch Đảng Việt Tân trong buổi lễ trao giải nhân quyền Lê Đình Lượng năm 2019 tại London nêu rõ lý do chọn thương hiệu. Giải thưởng này mang tên Lê Đình Lượng vì những điều ông đã làm và vẫn đang ấp ủ là ước nguyện của Đảng Việt Tân khi chọn con đường đấu tranh cho quyền lợi và đời sống của nhân dân Việt Nam. Chúng ta hãy xem, ngày 10 tháng 12 tới đây, Việt Tân sẽ trao Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng năm 2022 với chủ đề Bảo vệ chủ quyền trước nguy cơ Trung Quốc cho kẻ nào, thành tích chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, xuyên tạc, phá hoại quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đến mức độ nào?